Ngày hôm qua, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận chung bắn đạn thật quy mô lớn. Đây là một phần trong cuộc tập trận thường niên giữa hai nước mang tên Người bảo vệ tự do Unchi. Cuộc tập trận này diễn ra tại thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi, với sự chứng kiến của các quan chức quân đội cấp cao Mỹ và Hàn Quốc, trong đó có cả Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Tham gia cuộc tập trận gồm 2.000 binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc cùng với khoảng 100 xe tăng và xe bọc thép, 120 súng máy hạng nặng, 45 máy bay trực thăng và hơn 40 máy bay chiến đấu. Các binh sĩ tham gia cuộc tập trận cho biết, thông qua bài tập trận trong cuộc tập trận này, họ đã học thêm được cách phối hợp khả năng tác chiến giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời tăng cường các biện pháp đối phó với những hành động khiêu khích.